Tại huyện Bắc Quang, Hà Giang, xảy ra mưa lũ lớn khiến một người chết do bị lũ cuốn trôi, hai người bị thương do sạt ta luy dương gây sập đổ tường nhà. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ đêm ngày 24 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa. Tại huyện Bắc Quang đã xảy ra mưa lũ lớn khiến một người bị lũ cuốn trôi tử vong là bà D.T.C. trú tại thôn Nạm Tọng, xã Đức Xuân, Bắc Quang. Hai người bị thương do sạt ta luy dương gây sập đổ tường nhà là chị N.T.N và cháu T.A.L trú tại tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang. Mưa lớn trong nhiều giờ cũng khiến hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng do đất, đá sạt lở vào nhà. Nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả bị ảnh hưởng, thiệt hại. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Điển hình như sạt ta luy dương trên tuyến quốc lộ 2 đoạn km 210+600 với khối lượng đất đá sạt lở lớn. Tuyến đường liên thôn, xã tại các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông đi lại khó khăn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết ước tính ban đầu, mưa lũ gây thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xuống hiện trường, tổ chức tìm kiếm người mất tích do nước lũ cuốn trôi. Đồng thời, lãnh đạo địa phương đã đến động viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.